Thì tất nhiên các bạn rằng cái trận đầu tiên khởi màn mùa giải thì bao giờ nó cũng rất khó khăn. Thế mà đội bóng Hải Phòng đến giây phút cuối cùng có được một điểm ở sân nhà thì đấy cũng là cái thúc đẩy về tinh thần của toàn đội. Nếu bạn biết rằng cái kéo được một điểm trước Công an Hà Nội cũng không phải là dễ dàng, mà đến cả đội là nỗ lực cố gắng đến giây phút cuối cùng để có đạt được cái kết quả đấy. Thì sau đây thì câu lạc bộ Hải Phòng sẽ đi hai trận sân khách liên tục, đá với Bình Dương và Thanh Hóa. Thì đấy là hai đối thủ rất là khó chịu. Thì đội bóng Hải Phòng chỉ đặt mục tiêu có điểm từng trận. Hey!
Thank you.